Hôm nay, đại diện Cục Đào tạo Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã nhận được danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình gửi. Cục Đào tạo đã chuyển danh sách thí sinh này về các trường trực thuộc Bộ Công an. Sau khi kiểm tra, Bộ Công an đã bàn giao 28 sinh viên trúng tuyển vào các trường công an nhân dân được xác định có liên quan gian lận điểm thi về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định. Như vậy là việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình đối với các trường công an đã được xử lý xong. Đại diện Cục Đào tạo Bộ Công an cũng cho hay vẫn chưa nhận được trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về tình hình thí sinh gian lận điểm thi tại tỉnh này và sẽ công bố khi có kết quả.